Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện xảy ra tại nước Anh. Sau khoảng 50 cuộc biểu tình bạo loạn đường phố xảy ra trên khắp đất nước ở xứ sở sương mù trong vòng 7 ngày qua, cảnh sát của nước này đang lên phương án sẽ đối phó với khoảng 30 cuộc biểu tình cực hữu dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới đó. Chính phủ của nước Anh cũng thông báo rằng đã bắt giữ tới hàng trăm người có liên quan tới các cuộc bạo loạn và sẽ tiến hành truy tố những kẻ kích động bạo loạn. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tiến hành phiên họp khẩn với các bộ trưởng và giám đốc cơ quan an ninh. Sau phiên họp, ông Keir Starmer cho biết, cho đến nay các cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 400 người tham gia vào các hoạt động bạo lực phá hoại, trong đó có 100 người bị truy tố và sẽ sớm phải nhận hình phạt. Để đối phó với tình trạng bạo lực, Bộ Tư pháp Anh cho biết, các phiên tòa sẽ được mở suốt đêm để nhanh chóng đưa những kẻ bạo loạn ra xét xử. Bên cạnh đó, các nhà tù sẽ bố trí thêm hơn 560 phòng giam, sớm nhất là vào tuần tới, để tiếp nhận các đối tượng tham gia bạo loạn bị kết án. Đáng chú ý, sau hai đêm xảy ra biểu tình bạo loạn trên các đường phố của thủ phủ Belfast, chính quyền Bắc Ireland quyết định triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Lập pháp vào ngày 8 tháng 8 để thảo luận các biện pháp giải quyết.